Xin chào anh em là Tú. Thì hôm nay em Tú về được cho anh em một mẫu Rolex chính hãng, một chiếc Rolex hàng mới 100% nguyên siêu full box mà em Tú mới về ngày hôm nay. Thì để mở hộp cũng như là trên tay trước này thì em sẽ làm cái video này để cùng trên tay cho anh em. Thì bây giờ hãy cùng em mở hộp chiếc đồng này ra, cũng như ở bên trong anh em sẽ được trang bị một cái hộp bằng gỗ màu xanh lá cây rất đẹp và nổi bật của Rolex như thế này đó. Và bây giờ em sẽ mở hộp này ra. Đây là chiếc đồng hồ mà em muốn giới thiệu đến với anh em ngày hôm nay, một chiếc Rolex Datejust 126233 với cái mặt số vi tính vàng. Thì trước khi đến với đồng hồ thì em sẽ ghé qua một chút ở cái bản sổ thẻ này của anh em nhé, để anh em có thể nắm được những cái phụ kiện đi kèm của chiếc đồng này. Trước hết thì chúng ta sẽ có là hai quyển sổ, một quyển sổ to, một quyển sổ nhỏ và một tấm thẻ, cùng với đó một cái bao da đựng thẻ. Đây, anh em có thể thấy tất cả những phụ kiện đi kèm. Chúng ta sẽ có một cái quyển sổ giới thiệu dòng Datejust, và khi mà anh em mở trong cái quyển sổ này ra, chúng ta sẽ thấy được các hướng dẫn sử dụng trên các dòng sản phẩm này. Đó, rất dễ dàng thôi. Còn với cái quyển sổ thứ hai thì anh em sẽ thấy được quyển sổ này sẽ bao gồm tất cả những cái điểm service của Rolex trên toàn thế giới. Nếu mà anh em di chuyển đến tầm cuối của trang sách này thì Rolex thì sẽ có điểm service tại thành phố Hồ Chí Minh, thì kể cả trên cái trang trên quyển sổ này cũng được in cái địa chỉ ở trong Hồ Chí Minh. Đây, anh em có thể thấy đó, nên là anh em mua Rolex bên em thì không khác gì mua trong hãng cả, tại vì bên em mua cũng là mua hàng chính hãng và nhập về cho anh em. Hiện tại thì có một cái mức giá sẵn cực kỳ tốt cho anh em nhé. Một chiếc hàng mới vi tính vàng, một chiếc đời mới nhất, date mới nhất. Đây, anh em có thể thấy đây là tấm thẻ bảo hành chính hãng của chiếc này. Đây là tấm thẻ mới của Rolex, và ở mặt sau chúng ta sẽ thấy được mã 126233 với date mua đây 29 tháng 3 năm 2022. Hiện tại thì mới là đầu tầm khoảng giữa tháng 4 thôi, mà chiếc này của em là một cái date cuối tháng 3, thì anh em có thể biết được đây là một cái date cực kỳ mới anh em nhé. Và anh em sẽ được bảo hành đến tháng 3 năm 2027. Và khi anh em mua tại bên em thì bên em cam kết hàng chuẩn chính hãng cho anh em này. Và trong 1 năm đầu tiên, nếu mà anh em đeo chán muốn quay đầu lên đời, em sẽ sẵn sàng thu lại và hỗ trợ anh em lên đời một chiếc khác. Đó là luôn là cái chính sách của bên em. Thì em sẽ để hết phụ kiện sang ở đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ còn hai cái tấm tác của chiếc đồng này nữa. Đây là cái tác hình tròn, cái tác Superlative Certified. Thì cái tác này nó sẽ chứng minh cho cái bộ máy của Rolex, tức là cái bộ máy trên chiếc đồng này sẽ đạt cái chuẩn độ chính xác, siêu chính xác của Rolex, đó là cộng trừ 2 giây một ngày. Đó. Còn đây là tấm tác thứ hai, tấm tác bao gồm mã máy, số seri. Thì như anh em thấy đây, ở đây chúng ta sẽ có mã máy là 126233-0033, đó là mã đích xác của chiếc đồng này. Thì em sẽ để hết đây, tất cả mã máy, số seri đều trùng hết với nhau anh em nhé. Và em bật mí với anh em luôn, đây là một chiếc hàng mới. Thì em đang giao lưu với anh em đó là 415 triệu cho chiếc vi tính vàng này. Nếu mà anh em nào đang quan tâm chiếc vi tính vàng này thì hãy cùng em khám phá chiếc đồng này. Đây là chiếc mà một chiếc có cái phần mặt số được rất nhiều anh em ưa chuộng, bởi cái mặt vi tính vàng này nó rất nổi bật, nó không quá trầm màu như vi tính lâu, không quá tức là nó mang đến cho anh em cái vẻ đẹp của sự danh tiếng của Rolex, cũng như là một cái phần mặt số được rất nhiều anh em ưa chuộng. Em này của em thì sẽ có size là 36mm và độ dày của chiếc này sẽ tầm 11mm anh em nhé. Với cái độ dày và cái size như vậy thì anh em cổ tay tầm trên 15 và dưới 18 đeo cực kỳ đẹp. Tại sao em lại bảo là dưới 18? Tại vì cổ tay của Tây thường họ rất là to, 18-19 cơ, nhưng mà họ vẫn đeo size 36. Thì anh em Việt Nam mình rất ít, có thể nói là rất ít anh có cổ tay to đến như vậy. Nhưng mà các anh đó cổ tay to thì vẫn đeo size 36, đó là chuyện rất là bình thường. Và cùng đến với phần mặt số thì anh em sẽ thấy được phần mặt số được hoàn thiện rất tuyệt vời, với các dòng chữ Rolex được in lên, được làm nổi lên so với toàn bộ cái phần mặt số. Sau đó sẽ được Rolex họ làm các vân phay xước, cũng là vân chải tia rất siêu nhỏ ở trên toàn bộ phần mặt số này. Nên khi mà anh em nhìn thẳng vào phần mặt số này, chúng ta sẽ thấy những cái điểm đen cũng như là điểm vàng. Còn khi mà chúng ta nhìn nghiêng này, anh em sẽ thấy toàn bộ phần mặt số này nó sẽ ánh vàng lên cực kỳ đẹp anh em nhé. Màu vàng luôn là
màu của sự sang trọng và nổi bật. Đó, anh có thể thấy cái phần mặt vàng nó đã chuyển màu cực kỳ đẹp. Đó là một trong những điểm mà cũng là một cái lý do mà vì sao cái mặt vi tính này nó chỉ đắt sau mỗi cái mặt chai thôi, mặt ngọc chai. Và như anh em đã thấy thì trên cái cọc số của chúng ta sẽ là cọc số kim cương, và những viên kim cương này của Rolex thì nó sẽ được tuyển chọn rất là gắt gao qua rất nhiều các công đoạn thì mới tuyển chọn được một viên kim cương để gắn lên trên mặt số như thế này. Nói chung là Rolex nó đã bao gồm tất cả những cái gì tốt nhất rồi lên cái thẻ chứng nhận kim cương. Thường là Rolex sẽ không có thẻ chứng nhận kim cương, cũng như anh em có thể thấy trên cái phần mặt số này, chúng ta nhìn phát là biết ngay Rolex họ hoàn thiện tuyệt vời đến như thế nào. Về phần bộ kim thì chúng ta sẽ thấy được bộ kim đặc trưng của dòng Richard, một bộ kim kiểu kim vuông, sau đó sẽ được đánh bóng lên toàn bộ phần bộ kim. Bộ kim này cũng sẽ được là bằng vàng, bởi vậy cái bộ kim này nó bắt giá cực kỳ tốt. Logo thương hiệu ở góc 12 giờ cũng ở bên dưới trên dòng chữ Rolex, dòng sản phẩm Richard. Và khi mà anh em nhìn ở góc 3 giờ, chúng ta sẽ thấy được cái ô lịch của chiếc đồng này với nền background màu trắng chữ đen. Khi mà anh em nhìn qua cái lúp trên mặt kính này, cái ô lịch này nó đã zoom lên gấp 2,5 lần so với kích thước thực tế. Nên khi mà anh em nhìn vào cái phần ô lịch này, chúng ta sẽ thấy được một cái ô lịch khá là to và rõ ràng. Kể cả cái phần đế giữ viên kim cương này cũng được Rolex họ làm bằng vàng khối 18K. Anh em nếu mà anh em để kỹ ở phần cọc số này nhá, chúng ta sẽ thấy được kể cả những cái phần đế cũng sẽ được Rolex họ hoàn thiện cực kỳ tốt với những cái đường lát cắt để tăng cái độ bắt sáng trên cái phần cọc số, và nhìn cái phần cọc số này nó sẽ to hơn rất là nhiều. Còn nếu mà anh em để kỹ ở trên cái phần liềng của chiếc này, phần liềng bên trong mặt kính nhá, chúng ta sẽ thấy được một cái logo ở trên cái phần mặt liềng này đối diện với cái logo trên phần mặt số, và các phần còn lại sẽ được chạy chữ Rolex vòng quanh. Và khi mà di chuyển đến góc 6 giờ thì chúng ta sẽ thấy được dòng số seri của chiếc này ở đây. Đó. Mỗi chiếc đồng hồ sẽ có một số seri khác nhau và không chiếc nào trùng với chiếc nào. Và khi mà anh em mua hàng thì chúng ta chỉ cần check chuẩn số seri trên thẻ này, trên đồng hồ, và nếu mà có tag trắng này, chúng ta check chuẩn trên tag trắng nữa. Đó là ok. Còn hàng mới thì anh em không phải lăn tăn một vấn đề gì rồi. Còn đến với mặt kính thì chúng ta sẽ được trang bị một cái phần mặt kính được làm bằng sapphire nguyên khối. Và phần mặt kính sapphire này được Rolex họ làm cũng cực kỳ tinh xảo với cái độ trong suốt là cực kỳ cao anh em nhé. Chúng ta sẽ thấy khi mà nhìn thẳng này gần như là không kính luôn. Nếu mà không có phần viền được làm nổi lên như thế này thì chúng ta sẽ khó mà có thể nhận biết được chiếc đồng hồ này có thêm cái mặt kính. Và mặt kính này chúng ta sẽ có một cái logo ẩn bên dưới góc 6 giờ để chúng ta có thể check được kính zin, cũng như là đây là một cái kính zin của Rolex họ lắp trên các mẫu đồng hồ của mình. Chỉ có kính zin mới có logo thôi anh em nhé. Đó. Và đến với phần liềng thì chúng ta sẽ thấy được chiếc đồng hồ của em sẽ được trang bị một cái phần liềng khía được làm rất đẹp như thế này. Phần liềng khía này nó sẽ tăng độ bắt sáng của cái phần liềng cũng như là toàn bộ cái phần mặt số của chiếc này. Bởi vậy khi mà anh em nhìn vào một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng thì cái độ bắt sáng của chiếc này, của một chiếc Rolex nó cực kỳ tốt, và chúng ta chỉ cần nhìn lướt qua thôi là đã biết được ngay đó là một chiếc Rolex, bởi cái tính nhận diện thương hiệu của Rolex nó cực kỳ cao. Các liềng khía này được hoàn thiện cực kỳ tốt với các rãnh khía được làm đều tăm tắp như thế này, và mỗi rãnh khía nó sẽ có một cái điểm bắt sáng riêng lên khi mà anh em nhìn vào nó rất lấp lánh anh nhé. Đó. Còn phần thân bên dưới này, đây là phần thân bên dưới này, chúng ta sẽ thấy được một cái thân thép không gỉ 904L được Rolex họ gọi đó là thép Oyster Steel. Thì cái thép này được Rolex họ phát triển từ loại thép 904L, là một cái loại thép được chuyên sử dụng trong các môi trường điều kiện khắc nghiệt, và cái loại thép này có đặc tính cực kỳ tốt khi mà được Rolex họ chế tác thành thép Oyster Steel. Đó là độ cứng nó cao hơn với thép bình thường rất nhiều, cũng như độ sáng bóng khi mà được hoàn thiện nó giữ bền mãi với thời gian. Nên mà một chiếc Rolex mà anh em sử dụng đến vài chục năm nó là một chuyện rất là bình thường. Chúng ta có thể thấy các đường led ở trên cái phần thân này được làm cực kỳ gọn gàng và sắc cạnh. Lên chiếc đồng này thì anh em còn tay 15 đeo trên 15 và dưới 18 đeo rất thoải mái anh em nhé.
còn bên tay phải của em sẽ có phần lún chiếc này. Thì bây giờ em sẽ bỏ cái gối này ra để cùng chỉnh chức năng cho anh em cùng xem. Đây là phần lún đây, phần lún của chiếc này thì chúng ta sẽ có logo thương hiệu của hãng, cũng như đây là lún vặn cổ chai, thì chúng ta sẽ phải mở lún để chỉnh chức năng. Đó. Anh em cứ tưởng tượng như cái lún này nó như cái lắp chai vậy, chúng ta sẽ phải mở ra để chỉnh chức năng. Đó, khi mà ra hết cái gen thì chúng ta sẽ nghe tiếng tạch nhẹ một cái, và khi mà anh em bạn tiến lên thì sẽ lên cót tay. Đây là một bộ máy tự động và hỗ trợ lên cả cót tay. Thường thì anh em đeo một chiếc Rolex thì sẽ không phải lên cót tay đâu, thì nhưng mà hãng họ vẫn là một cái điểm dự phòng là lên cót tay, để ví dụ như mà anh em nào đeo nhiều mà ít vận động thì chúng ta có thể lên thêm cót tay để hỗ trợ cho bộ cót. Khi mà chúng ta rút ra một lớp thì sẽ chỉnh lịch của chiếc này, và rút ra lớp thứ hai sẽ là chỉnh giờ. Đó, rất dễ dàng thôi. Khi mà muốn đóng chặt, khi mà anh em đã chỉnh lại xong tất cả thì nó sẽ đóng chặt lúm này. Đó, khi mà ấn vào, anh em muốn đóng chặt lúm này, anh em sẽ ấn và xoáy vào thì chúng ta sẽ đóng được cái phần lúm này lại. Anh em nhớ để ý cái phần lúm này nó phải ôm sát với phần thân. Và khi mà sử dụng nước thì anh em nhớ kiểm tra lúm nhé, vì cái lúm này nó là một cái điểm yếu nhất trên một chiếc đồng hồ. Khi mà đóng chặt lúm này thì cái điểm yếu nhất đó nó đã được gia cố lên rất là nhiều, và anh em sử dụng nước cực kỳ tốt. Còn đây là bộ dây của chiếc này. Bộ dây được trang bị giữa vàng khối 18K, cùng với đó sẽ là thép không gỉ. Với đời cũ, đời 5 số, tức là cách đây vài chục năm rồi, thì phần mắt này nó sẽ là một miếng vàng họ uốn thành cái mắt thôi, lên cái độ dão dây của những cái đời đó nó rất là cao. Còn đến với đời 6 số, đời mới nhất hiện tại, thì tất cả những chỗ nào màu là màu vàng thì chỗ đó sẽ là vàng đúc 18K, lên cái độ tình trạng dão dây nó gần như là sẽ phải trải qua một thời gian rất là dài thì mới có độ dão dây rất là như cái đời 5 số, tức là chúng ta phải đeo cực kỳ lâu, cực kỳ nên đến đời là vài chục năm thì bộ dây nó mới nhão. Chúng ta sẽ có thể thấy cái ba cái chỉ mắt giữa này được làm bằng vàng khối này, và sẽ được hoàn thiện kiểu đánh bóng, và hai chỉ bên cạnh sẽ là đường thép phay xước ở mặt trên. Còn ở bên cạnh này thì chúng ta sẽ có đó là các con vít để giúp chúng ta cắt mắt. Còn đây là phần khóa đây. Khóa chúng ta sẽ có một cái khóa Oyster. Kiểu khóa này đó là kiểu khóa vuông. Chúng ta sẽ có một cái điểm vàng ở chính giữa với logo thương hiệu của hãng. Còn ở mặt trong khóa chúng ta sẽ thấy được các khắc triện được khắc ở bên trong mặt khóa này. Khi mà sử dụng khóa này thì anh em chỉ cần bấm vào cái logo đó là đã đóng được phần khóa rất dễ dàng rồi. Anh em có thể thấy toàn bộ từ phần dây này đến phần khóa này nó sẽ tạo thành một cái tổng thể thống nhất cực kỳ đẹp. Khóa này thì được trang bị trên tất cả các mẫu đời mới của Rolex, và khóa này nó sẽ mang đến cho anh em cái vẻ hiện đại rất nhiều. Còn đây là cái mắt gập của chiếc này. Cái mắt gập này thì anh em có thể lối động hoặc thu ngắn lại tùy ý khi mà anh em đeo trong từng trường hợp, nếu mà bị kích hoặc là bị rộng. Đó, anh em có thể thấy. Còn mặt sau đây là mặt sau của chiếc này. Mặt sau thì toàn bộ sẽ được đánh phay xước và đáy sẽ đánh kín. Và bộ máy chiếc đồng hồ sử dụng sẽ là bộ máy in-house do chính Rolex nghiên cứu và chế tác. Bộ máy Rolex 3235. Chúng ta sẽ có đó là 31 chân kính, tần số động là 28.800, và thời gian tích cót sẽ là 70 tiếng anh em nhé, 70 tiếng tích cót. Bây giờ thì em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này. Với size 36 của Rolex thì như anh em đã thấy trên cổ tay của em là cổ tay 16 đây. Đeo lên tay cực kỳ vừa vặn và đẹp mắt. Đó. Anh em là cổ tay tầm như em thì đeo chiếc Rolex 36 là chuẩn size luôn anh em nhé, không phải lăn tăn bất cứ một vấn đề gì cả. Chiếc này thì em đang giao lưu với anh em là 415 triệu cho một chiếc Rolex vi tính vàng hàng mới, date mới nhất cuối tháng 3 năm 2022. Thì chiếc ngoài em đang sẵn tại Hà Nội, anh em ở Hà Nội thì có thể qua lên tay trực tiếp. Còn anh em ở tỉnh thành khác ngoài Hà Nội thì có thể cọc cho em một chút, sau đó em sẽ chuyển hàng trực tiếp đến cho anh em. Số điện thoại của em thì em có để dưới góc màn hình. Anh em có bất cứ thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở dưới góc màn hình ở đây anh em nhé. Đây, ở dưới góc màn hình em chỗ bên tay phải của em. Số điện thoại đó thì em đăng ký cả Facebook, cả Zalo, tất cả mọi thứ em đều công bố đầy đủ và rõ ràng. Anh em cứ có thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và gặp lại anh em.